Nghe nói hôm nay cậu đi chơi.听说今天你去玩儿。Bây giờ hãy nghe từ hữu danh, hữu mình, hữu, hữu, mình, mình, hữu mình, hữu mình. Rất nổi tiếng. Hẳn hữu mình. Hẳn hữu mình. Nghe nói rất nổi tiếng. 听说很有名。听说很有名。 Bố mẹ anh ta rất nổi tiếng. 他爸妈很有名。他爸妈很有名。 Phim điện ảnh hôm nay rất nổi tiếng. 今天的电影很有名。 今天的电影很有名. Hãy nghe từ đương nhiên. Tăng rán. Tăng. Tăng. Rán. Rán. Tăng rán. Tăng rán. Đương nhiên đi. Tăng rán chù. Tăng rán chù. Mình đương nhiên đi. 我当然去。我当然去. Đương nhiên phải đi. 当然要去。当然要去. Đương nhiên có chìa khóa rồi. 当然有钥匙了. 当然有钥匙了. Đương nhiên có xe đạp rồi. 当然有自行车了. 当然有自行车了. Dĩ nhiên là đi đến nhà ăn rồi. 当然是去餐厅了. 当然是去餐厅了. Đương nhiên phải lên lớp rồi. 当然要上课了. 当然要上课了. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. 玛丽还是中村明天有课? 玛丽还是中村明天有课? 中村明天什么时候有课? 中村明天什么时候有课? 中村有自行车吗? 中村有自行车吗? 自行车是谁的? 自行车是谁的? 玛丽的自行车在楼下吗? 玛丽的自行车在楼下吗? 楼下有车棚吗? 楼下有车棚吗? 车棚在哪里? 车棚在哪里? 今天晚上玛丽有时间吗? 今天晚上玛丽有时间吗? 学校有电影院吗? 学校有电影院吗? 今天电影院有好电影吗? 今天电影院有好电影吗? 玛丽知道电影的名字吗? 玛丽知道电影的名字吗? 大卫知道电影的名字吗? 大卫知道电影的名字吗?
大卫今天去看电影吗？大卫今天去看电影吗？